Thưa quý vị, xung quanh chúng ta thì có người không mấy nổi danh nhưng lại làm được nhiều điều hữu ích. Và chuyên mục khách mời hôm nay xin kể về kỹ sư Phan Giang Sơn, một người bình thường với việc làm đặc biệt. Hơn 15 năm qua, anh miệt mài sưu tầm nhiều tài liệu quý rồi hệ thống lại một cách mạch lạc và khoa học, giúp cho nhiều người có nguồn tư liệu đáng tin để tham khảo và học tập. Và chúng ta có thể thấy là giữa lúc mà xã hội có không ít nội dung câu like, câu view nhảm nhí, anh đã lập một chuyên trang lấy tên là Hải Phòng Xưa Và Nay. Trang của anh đều đặn đăng nhiều hình ảnh trắng đen cùng với những thước phim từ thời chiến và thời bao cấp như một cách làm sống lại nét văn hóa cổ xưa, và đó cũng góp phần nâng cao ý thức gìn giữ những giá trị trải dài hơn 100 năm của đô thị Hải Phòng. Kỹ sư Phan Giang Sơn hiện là trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Waterfront City. Hàng ngày anh đảm nhiệm những công việc như lập kế hoạch, thiết kế và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng dự án, tổ chức lập và trình duyệt quy hoạch, báo cáo đánh giá tác động môi trường, quản lý, giám sát chất lượng công việc của các nhà thầu, tổ chức nghiệm thu hoàn thành, xử lý các vấn đề phát sinh trong thi công xây dựng. Bên cạnh đó, anh sẵn sàng dành thời gian cho bất cứ ai có mong muốn tìm hiểu, khai thác tư liệu, đặc biệt là các bạn trẻ hoặc những người nước ngoài yêu mến Việt Nam. Như trường hợp của tiến sĩ Shin Seung Bok, giảng viên khoa Đông Phương học trường Đại học Phenica. Trong quá trình tìm tòi tư liệu để hoàn thành luận án về chuyên ngành lịch sử Việt Nam, tiến sĩ Shin đã nhiều lần đến Hải Phòng gặp gỡ kỹ sư Phan Giang Sơn sau khi tương tác trên trang Facebook. Dù là tôi là người nước ngoài, tôi cũng quan tâm đến lịch sử Hải Phòng, như vậy anh Sơn đã sẵn sàng giúp nghiên cứu của tôi, đã cung cấp các tài liệu cho mình, như vậy là rất hữu ích. Rất cảm ơn cho anh Sơn. Anh Sơn là thì một bạn của tôi. Trong quá trình xây dựng, điều hành hoạt động của trang Hải Phòng Xưa Và Nay, Phan Giang Sơn không chỉ nghiên cứu sâu các nguồn tài liệu trong và ngoài nước mà còn thu nạp, lắng nghe sự cảm thụ từ những người có vốn hiểu biết dày dặn về mảnh đất này. Bản thân tôi là một cái người cũng tìm tòi và muốn nghiên cứu sâu về lịch sử và văn hóa của Hải Phòng ở một số góc độ đấy, thì rất là nhiều tư liệu tôi phải xin của anh Phan Giang Sơn. Tôi cũng rất là ngạc nhiên bởi vì là anh ấy không phải là người có chuyên môn về lịch sử. Anh cũng không phải là người được học tập và đào tạo về văn hóa, nhưng mà có mối quan hệ rộng và tìm hiểu đối với các cái tư liệu về Hải Phòng, về Việt Nam từ quốc tế. Và anh ấy dịch cùng một số chuyên gia khác hệ thống hóa lại những cái kho dữ liệu khổng lồ của anh ấy và cung cấp cho mọi người cái nhìn rất là đầy đủ về một Hải Phòng xưa, cũng như là cái Hải Phòng xưa ấy nó sẽ là cái tiền đề kết nối để mà ngày nay có cái sự phát triển của Hải Phòng bây giờ. Tôi muốn tiếp tục nghiên cứu lịch sử Việt Nam, đặc biệt là đô thị Hải Phòng hoặc là di sản lịch sử và di sản văn hóa Việt Nam. Tôi có ấn tượng rất tốt, anh Sơn cũng là để rất nhất định giúp chỗ tôi. Xin chào Hải Phòng Xưa Và Nay, tôi là giảng viên khoa lịch sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tôi đang nghiên cứu về lịch sử Hải Phòng. Hải Phòng Xưa Và Nay ơi, cảm ơn Trang đã cho em mượn những tấm ảnh thời xưa nhé. Nhờ đó mà bài thi của em hoàn thiện hơn nhiều ạ. Chào cháu Phan Giang Sơn, cảm ơn cháu đã công phu dựng được tấm bản đồ Hải Phòng năm 1890 rất quý và gửi cho bác. Qua đây có thể khai thác được nhiều nội dung thật hay. Cảm ơn sự hỗ trợ của anh trong quá trình đơn vị chúng tôi tham gia lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Đó là những nội dung tương tác thường xuyên trên trang, cho thấy luôn có nhiều người quan tâm đến những giá trị chiều sâu của đô thị Hải Phòng. Kỹ sư Phan Giang Sơn thân mến, trước hết xin hỏi anh có cảm xúc ra sao khi vừa xem phóng sự về công việc mà bản thân mình đã lặng lẽ làm suốt 15 năm qua? Vâng, thì tôi cảm thấy rất là vui vì được các anh chị đài truyền hình Quốc hội đã ghi nhận trong thời gian ít phút đã nêu được khái quát những công việc cũng như sở thích của tôi, nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử mảnh đất con người của Hải Phòng. Đấy là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Thì là cả một cái quá trình tương đối cũng không phải ngắn, cũng không phải là quá dài. Lúc đầu là chỉ là những cái qua những bức ảnh thôi, qua tìm hiểu những công trình xây dựng nó cũng liên quan đến nghề của tôi. Sau đó thì tôi có sự sưu tầm thêm những cái dữ kiện lịch sử, thời gian xây dựng hay là các cái hoạt động liên quan đến những công trình đó. Mở rộng là những cái lĩnh vực như văn hóa, ẩm thực, du lịch, nghệ thuật. Niềm đam mê nó cũng xuất phát từ cái là mình nhớ lại những cái khung cảnh ngày xưa lúc mà mình còn bé.
thì mình được xem lại như giống như mình được trở về một cái thời quá khứ. Thì tôi có viết một số cái khảo cứu về cái con người hay mảnh đất, hoặc tham gia vào một nghiên cứu bảo tồn các công trình kiến trúc có giá trị của thành phố Hải Phòng, và hiện nay đã được thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố đưa vào danh sách hơn 200 công trình thuộc diện bảo tồn. Sang Hải Phòng xưa hôm nay thì tôi xây dựng nên với cái mục đích là để truyền tải cái thông tin cũng như để phát huy cái tinh thần yêu quê hương Hải Phòng đối với tất cả mọi người, đặc biệt là lớp trẻ, là những cái đối tượng là có điều kiện tiếp xúc nhiều với mạng Internet. Ở thành phố này thì có không ít những người trí thức hoặc nhà nghiên cứu cũng khá là hiểu biết về giá trị của đô thị Hải Phòng. Vậy công việc mà anh đang làm có sự phối hợp tương tác với họ hay không? Trong thời gian qua tôi cũng có sự hợp tác với các nhà nghiên cứu, cũng như thành lập các cái nhóm nghiên cứu nhỏ nhỏ để mình xây dựng những một số cái đề tài nghiên cứu về lịch sử, khảo cứu về con người, văn hóa xã hội Hải Phòng, thu thập kiến thức, tài liệu từ các cái sách báo cũ, các cái thư viện, tìm hiểu giao lưu từ người lớn tuổi để làm phong phú thêm cái kho tư liệu của tôi. Tôi tham gia câu lạc bộ nghiên cứu đô thị Hải Phòng. Cách chúng tôi hợp tác với nhau là những cái buổi sinh hoạt câu lạc bộ, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp hoặc là qua không gian mạng. Hiện nay tôi đang một số cái dự định và đang thực hiện, thì xong tương lai có thể sẽ có một cái số sản phẩm đưa ra cho công chúng. Theo Hương Quỳnh được biết thì công việc ý nghĩa này không mang lại cho anh cả danh và lợi theo cách hiểu thông thường. Vậy thì cái được lớn nhất của anh ở đây là gì ạ? Qua cái trang Facebook này thì thứ nhất là tôi truyền tải cái niềm đam mê của tôi đến với bạn theo dõi trang. Thứ hai là cũng có những vấn đề mình chưa rõ thì mình đưa lên trang để cùng nhận được cái sự đóng góp ý kiến của rất nhiều người. Tôi đã làm rõ được những ví dụ như về những cái tài liệu bức ảnh, hay về những cái không gian, về những cái thời điểm lịch sử đã xảy ra. Trên không gian mạng nhé, trang Facebook hay là Zalo thì có rất nhiều thông tin về lịch sử Hải Phòng. Nguồn thông tin có thể từ những tài liệu nghiên cứu cũ, thì vào cái thời điểm đó thì những nhà nghiên cứu thì người ta chưa có điều kiện tiếp xúc được mấy cái thông tin một cách chính xác hơn. Thì rất may là hiện nay thì có những cái tài liệu đã được công bố tại các cái kho thư viện dữ liệu nước ngoài, thì qua đó mình cũng tìm hiểu được những cái tài liệu tin cậy hơn để giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về mảnh đất, con người, quê hương mình. Tôi mong muốn trong thời gian tới thì mình sẽ có nhiều thời gian rỗi hơn để có thể mình đưa được những thông tin mà mình vẫn đang nghiên cứu dở để hoàn thiện hơn, để đưa tới công chúng, tới các bạn trẻ. Từ đó có thể tạo thành một cái phong trào nghiên cứu lịch sử về Hải Phòng rộng rãi hơn trong các giới trẻ hiện nay. Vâng, thưa quý vị, như Hương Quỳnh chỉ thi thoảng đến công tác ở Hải Phòng thôi mà cũng đã cảm thấy yêu mến mảnh đất này, nên Hương Quỳnh cũng rất dễ đồng cảm với việc làm đặc biệt của kỹ sư Phan Giang Sơn. Và xin được chân thành cảm ơn những chia sẻ của anh trong chương trình ngày hôm nay, và xin chúc cho niềm đam mê của anh cũng sẽ ngày càng nhận được sự đồng điệu rộng rãi hơn trong xã hội. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình.